Vâng, em xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em sẽ vẫn tiếp tục lên giới thiệu cho các bác những cái mã giày thể thao chạy bộ này. Bên cạnh đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác là những cái mã giày da hoàn toàn bằng 100% da bò các bác nhé, hay là các thắt lưng da này, ví da. Rất là nhiều các sản phẩm về phụ kiện xe đạp nữa thì các bác xem hết video của em để mua cho mình những cái sản phẩm giá rất là rẻ mà chất lượng nhé các bác nhé. Thì các bác đi qua kênh của em thì cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh ạ. Vâng, cái mã giày đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái mã giày màu ghi đậm nhé, đến từ thương hiệu Nike của Nhật các bác nhé. Nó được hoàn toàn sản xuất tại Nhật luôn. Con này thì nó là mẫu mã mới mà em mới về được cho các bác, nên là em còn đầy đủ size số từ size 39 đến size 44 các bác nhé. Những cái mẫu này thì đợt trước em có giới thiệu cho các bác rồi và nó cháy hàng các bác, và cháy hàng nên là những cái bác nào mà đợt trước chưa đặt được cái mã này thì xem được video này của em thì nhanh tay alo trên số điện thoại để đặt hàng cái mã này nhá. Màu rất là đẹp luôn này. Đây là má bên ngoài này các bác này, đây là má bên ngoài nhá. Đế của nó hoàn toàn làm bằng cao su non đúc, nó có độ rất là mềm luôn này. Các bác nhìn cái độ tay em ấn nhá. Nên là khi mà các bác đi vào chân thì nó rất là êm chân luôn. Cái giày này thì các bác có thể đi chơi, đi làm, đi bộ, đi thể dục, thể thao như là đánh cầu lông, các thứ rất là đẹp luôn nhá. Đây, khi phơi thì các bác treo như này cho em này. Và đặc biệt là nó rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ các bác nhá. Một cái giày này chắc khoảng hơn 200 gram thôi, chưa đến 200 gram. Rất là nhẹ luôn, em sẽ cho các bác xem ở bên trong nhé. Đây, lót là lót thương hiệu Nike luôn các bác nhé. Đệm của nó rất là êm luôn này. Hai cái bên đệm êm này cho các bác này. Và cái này thì rất là nhiều bác đã mua tặng bạn bè, tặng đồng đội của mình để đi nhóm đi bộ hay là nhóm chơi thể dục thể thao đấy. Cái này thì các bác giá hợp lý này, giá rẻ hợp lý mà các bác đa công dụng, các bác có thể đi chơi đi làm được luôn, đi tập thể dục, và nó phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi luôn nhá. Cái màu này rất là đẹp. Đây, em sẽ quay chính diện cho các bác xem một cái đôi giày như thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Rất là nhẹ luôn. Con này thì đi vào siêu êm, siêu nhẹ nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Đây là má bên ngoài này, và má trong của nó là không bằng màu trắng nhá. Các bác nhé, má trong của nó bằng màu trắng này. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, và các bác lên giúp em là mã số 8, mã màu này là mã số 8 nhá. Mã số 8 thì em gửi tới các bác giá là 380k một đôi và em bao ship. Các bác được quyền nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Rất là đẹp luôn. Cái con này rất là đẹp này. Chữ Nike màu đỏ nhé. Siêu đẹp, siêu êm. Siêu đẹp luôn này các bác này. Đấy. Và màu tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái màu sáng hơn một chút. Màu sáng hơn một chút các bác nhé. Đây là màu ghi sáng. Thì các bác lên giúp em màu này là mã số 9. Mã số 9, con này thì em cũng còn đầy đủ size số từ size 39 đến size 44 các bác nhé. Tem mác còn nguyên cho các bác này. Nó là hàng thanh lý tại siêu thị nên là các bác mua với cái giá rất là hợp lý luôn. Nếu mà còn nguyên hộp thì cỡ khoảng 1,7-1,8 triệu thì đấy. Nhưng mà đây nó là hàng thanh lý các bác nhé. Đây là size 39 này. Và được hoàn toàn trực tiếp sản xuất tại Nhật. Nó rất là nhẹ luôn các bác, rất là nhẹ. Hai màu sắc đều rất là đẹp nhá. Một màu thì đậm hơn, một màu thì nhạt hơn một chút. Form rất là đẹp này. Đấy. Đế của nó có thêm một cái lớp nhựa cao su non ở đây. Có cái độ ấn thổi cho các bác, nên là khi mà các bác đi nó rất là êm chân nhá. Rất là êm chân, đi đường dài không lo bị mỏi chân, đau chân. Rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, và em có đầy đủ size số từ size 39 đến size 44 nhá. Các bác nào ưng mẫu nào thì nhanh tay alo cho em, tránh cái trường hợp là hết size nên là các bác nếu mà hết size thì các bác lại không mua được, rất là đáng tiếc luôn. Một cái mã giày này thì các bác lên giúp em là mã số 9 nhá. Mã số 9 em gửi tới các bác giá là 380k một đôi. Đấy, màu đậm này cũng rất là đẹp này. Màu đậm này nó không phải là màu đen xì mà nó là màu ghi đậm lé đen. Đấy, các bác đi phối đồ rất là đẹp luôn. Con này thì em bán rất là chạy, cái màu này em bán rất là chạy luôn này các bác này. Đấy. Các bác xem trên truyền hình đấy, để ý rất là nhiều người như kiểu quần vợt hay là cầu thủ cầu lông, người ta hay đi những cái thương hiệu Nike này lắm. Đó, mẫu mã của nó rất là đẹp. Cái thương hiệu Nike là cái thương hiệu số 1 về thể thao trên thế giới rồi các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy, em sẽ dơ cho cận cảnh cho các bác xem. Siêu đẹp luôn. Một cái màu này các bác có thể mua hai màu thay đổi nhau nhé. Tiếp theo đến cái mã tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái mã cũng đến từ thương hiệu Nike, mã số 8, màu ghi đậm.
con này thì em chỉ còn size 40, 41, 42 thôi. Mỗi đôi, mỗi size còn một đôi, mỗi size còn một đôi nhá. Và con này thì em chỉ còn 3-4 đôi thôi, thì em sẽ thanh lý nốt cho các bác, giá là 320.000 một đôi. 320.000 một đôi nhá. Nó cũng đến từ thương hiệu Nike của Nhật. Đây, em sẽ cho các bác xem. Đấy, nó cũng là thương hiệu Nike của Nhật nhá. Rất là nhẹ luôn. Cái mẫu này thì nó sẽ nhẹ hơn này, mẫu số 8, mẫu số 9. Mẫu số 8, mẫu số 9 này thì nó sẽ nhẹ hơn cái mẫu số mẫu số 15. Em xin lỗi các bác, lên giúp em là mã số 15 nhá. Mẫu này các bác lên giúp em là mã số 15 màu ghi đậm. Mã số 8, mã số 9 này nó sẽ nhẹ hơn cái mã 15, 16 này. Đấy, thì còn mấy đôi lẻ size từ size 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43. Đấy, mỗi đôi còn một size thôi. Thì em sẽ gửi cho các bác giá là 320.000 nhá. 320.000 màu ghi đậm. Đây, rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp, đế của nó là đế trắng. Đế trắng uốn lượn theo cái form chân của các bác. Con này thì em đang giảm giá còn 320 một đôi, 320, và em chỉ còn 4 đôi thôi, mỗi đôi còn một size 40, 41, 42, 43 nhé các bác nhé, 320.000 một đôi. Đấy. Tiếp theo thì lên cho các bác là mã số 16, mã số 16 là màu ghi sáng, lé xanh. Con này thì đế của nó là ma sát rất là tốt này. Đấy, con này thì em chỉ còn size 42, 43 thôi, con này em chỉ còn 2 size là 42, 43, mỗi size còn một đôi là hai đôi các bác nhé. Các bác nào đi vừa cái size 42-43 thì có thể chốt cái mã này. Mã này thì em gửi từ các bác giá cũng là thanh lý cho các bác là 320.000 một đôi, và em hoàn toàn miễn phí ship nhé. Con này thì đi rất là nhẹ luôn, siêu nhẹ nhé. Và các bác lên giúp em là mã số 16 này, em gửi tới các bác giá là 320 thanh lý cho các bác luôn, em chỉ còn 42-43 thôi nhé, 42-43. Và mẫu số 8 và mẫu số 9 này là nó là dạng siêu nhẹ rồi, nó sẽ nhẹ hơn hai cái mẫu này, hai cái mẫu này, và form của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, form của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Cái mẫu này là siêu đẹp và hàng mới luôn. Tiếp theo sang đến bên này thì em sẽ giới thiệu cho các bác là một cái mẫu giày da bò. Giày da bò của Ý nhá. Và em có hai màu là màu đen và màu nâu. Màu đen thì em sẽ giới thiệu trước cho các bác nhá. Nó là được đến từ thương hiệu CS này, CS Cousin Store Made in Italy nhá các bác nhá. Con này nó là da bò 100% luôn, đi rất là mềm, nó là dạng giày lười, không phải buộc dây nên là khi mà các bác đi thì nó rất là tiện. Cái đôi này thì các bác có thể đi chơi này, đi đám cưới đám hỏi rất là lịch sự nhá. Nó có cho các bác một cái miếng chun ở đây để khi mà các bác xỏ vào giày nó dễ dàng hơn. Nó là dạng giày lười nên là các bác chỉ cần xỏ chân vào là các bác đi rồi. Và da của nó rất là mềm nhá. Khi mà các bác xoắn vặn này, xoắn vặn thoải mái cho em thì nó vẫn về form như ban đầu, không mất form, không mất dáng nhá. Giày da của nó rất là mềm luôn các bác ạ. Đế của nó là đế cao su non, cao su non ma sát giày rất là tốt luôn này. Em sẽ ủn mà nó không đi luôn. Đấy, không đi luôn nhá, đế. Và con này thì em có size từ 39 đến size 43. Giày da thì em chỉ còn size 39 đến size 43 thôi nhá. 44 thì không về được các bác. 44 thì bên nước ngoài chân họ to nên họ đi hết rồi, nên là mình không về được cái size 44. Và em chỉ có size 39 đến size 43 thôi. Đấy, và màu đen này các bác đi rất là đẹp luôn này. Cái này thì các bác nên sắm giúp em một đôi. Sắm cho em một đôi giày da như thế này để đi uống cà phê, cà pháo hay là đi làm, đi chơi rất là tiện lợi nhé. Đấy, giày da của Ý, con này rất là đẹp luôn này. Màu đen này em bán cháy hàng luôn, cháy hàng cái màu đen này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Và có size từ 39 đến size 43 nhá. Em sẽ giơ cận cảnh một đôi giày này, giày để da như này cho các bác xem. Và một đôi giày da bò chuẩn xịn của Ý như này em gửi tới các bác giá là 520.000 nhá. 520.000 một đôi giày da bò chuẩn xịn của Ý như này, và em có màu đen và màu nâu. Màu đen này, các bác cứ lấy cho em cái màu đen này. Màu đen này nó dễ phối đồ các bác. Nó dễ phối đồ và các bác mặc đi đâu cũng được, trung tuổi hay là trẻ đi cũng được. Form của nó rất là đẹp nhá. Form của nó rất là đẹp luôn này. Đấy, và mũi của nó phủ cho các bác một cái lớp bóng. Cái này thì các bác đi độ 2-3 tháng, các bác quét một cái lớp si dày lên là nó lại như mới luôn. Rất là đẹp nhá. Form của nó không bao giờ bị mất form luôn. Đây các bác nhìn em gập nhá. Kể cả các bác có gập chân như này thì nó cũng không tạo một cái nếp nhăn ở đây. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, siêu mềm. Các bác đi chơi các thứ thì rất là tiện luôn. Con này thì các bác lên giúp em là giày da màu đen. Em gửi tới các bác giá là 520.000 nhá. Tiếp theo là sang màu nâu này các bác này.
Màu nâu này thì em chỉ còn ít thôi, tại vì ít các bác đi màu nâu nên là em không lấy nhiều về, không nhập nhiều về. Màu nâu này thì nó có phủ cho các bác một cái lớp sơn bóng ở mũi. Con này thì cũng chất liệu nó giống màu đen các bác ạ. Nó cũng đến từ thương hiệu CS nhé, Cao Sừng So này. Cái này thì màu nâu thì chắc em chỉ còn mỗi size còn một đôi thôi. Cái thương hiệu này mỗi size còn một đôi thôi. Tại vì ít các bác đi màu nâu lắm, chủ yếu là đi màu đen. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Màu nâu thì nhìn nó cũng trẻ trung hơn, nó cũng rất là đẹp. Đấy, thì còn ít thôi, các bác nào ưng thì alo cho em. Giá em gửi tới các bác giá là 520.000 nhá, 520.000 một đôi. Và em có size từ 39, 39 đến size 43, 39 đến size 43, rất là đẹp luôn nhá. Form cực kỳ đẹp luôn. Đây, đặc biệt là nó rất là mềm, da bò chuẩn xịn của Ý 100% luôn. Các bác lên giúp em mã là giày da màu nâu. Em gửi tới các bác giá là 520.000 nhá, 520.000 một đôi. Đây, màu đen đây này các bác này, siêu đẹp luôn. Con này các bác đi độ khoảng 1 tháng, 2 tháng các bác quét cho em một cái lớp si dày lên, nó lại như mới mà. Rất là đẹp luôn nhá, 520.000 một đôi. Các bác mua về đi hay là mua về làm quà tặng hay là tặng bố tặng mẹ, rất là đẹp luôn. Siêu mềm, gửi tới các bác giá là 520.000 một đôi nhá. Tiếp theo về phụ kiện xe thì em xin giới thiệu cho các bác là những cái mã mũ bảo hiểm đến từ thương hiệu Bontrager nhé. Bontrager là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, hàng chuẩn xịn luôn. Và cái mũ này là hàng có, nó có một cái lớp nhựa này bao bọc ở bên ngoài cho các bác, và size M nhé. Size của nó là size M từ 54 đến 60 này. Đấy, đệm mút rất là êm cho các bác luôn. Đệm cầm nữa này, đấy, có cả đệm cầm. Cái màu này thì các bác đội rất là đẹp, nam hay nữ đội đều đẹp hết nhá. Và hàng là hàng của Mỹ, chuẩn hàng Mỹ nhá, hàng chuẩn xịn. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đệm cầm này, các bác nhìn thấy cái lót đệm bên trong chưa? Và đặc biệt là nó rất là nhẹ luôn, nó rất là nhẹ. Xốp đúc của nó là 3 lớp các bác nhá, 3 lớp, 3 lớp xốp rất là đẹp luôn, thương hiệu Bontrager. Và cái màu trắng này thì rất là đẹp này, màu trắng này thì các bác nam đội cũng được và các bác nữ đội cũng được. Đấy, rất là đẹp nhá các bác nhá, chuẩn xịn luôn. Thì các bác lên giúp em là mã mũ bảo hiểm Bontrager màu trắng thì em xin gửi tới các bác giá là 850.000 một mũ. Tiếp theo thì em xin gửi tới cho các bác là một cái mũ Bontrager màu xanh. Màu xanh này rất là đẹp này các bác này. Đấy, màu xanh cũng, nó cũng có size M từ 54 đến 60 nhá các bác nhá. Đệm các bác thì khỏi nói rồi, đệm rất là chuẩn rồi. Cái hàng này nó là hàng quốc tế. Những cái mũ xịn thì các bác để ý cho em nhá, để ý cho em cái đường viền này. Đấy, nó bao bọc hết cho các bác một lớp đường viền luôn, đường viền nhựa nhá. Đấy, chứ không phải là sơn, lớp sơn bình thường nó hở cái xốp ra đâu. Đây là bao bọc hết cho các bác một cái đường viền này, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng chuẩn xịn. Và cái mũ Bontrager này thì nó là màu xanh lơ một chút, mà nó lé lé những cái chấm này, rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy, cái mũ này thì các bác nam đội thì khỏi chê rồi, hàng của Mỹ chuẩn xịn. Các bác thích sâu thì bác có thể kéo nó xuống này. Đấy, kéo nó xuống là nó sẽ thành sâu nhá. Và các bác có thể nới rộng ra, nới rộng cái này ra, rất là đẹp luôn này. Đấy, nới rộng ra để vừa cái vòng đầu của bác, hoặc các bác có thể cho nhỏ lại. Thì cái mũ này thì em xin gửi tới cho các bác giá là 850.000, mã mũ Bontrager màu xanh nhá các bác nhá, xanh đá. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mũ đến từ thương hiệu của Svisolai. Mũ đến từ thương hiệu Svisolai. Mũ này thì các bác đi xe đạp đua thì nó có những cái đường lồi ở phía sau này, kiểu dáng là kiểu dáng dài. Đấy, thì các bác đi xe đạp đua thì cảm giác xé gió luôn các bác. Nó dài ra phía sau rất là đẹp luôn. Và cái màu này nó là màu đổi màu nhá các bác nhá, màu xanh tím đổi màu cho các bác. Khóa của nó là khóa từ, khóa từ này. Đấy, khóa nam châm. Và hàng của Mỹ các bác nhé, nó là thương hiệu hàng chuẩn xịn của Mỹ, size cũng từ 54 đến 60 này. Đấy, nó có dập dập Adwork ở bên trong shop luôn các bác nhé, dập Adwork ở bên trong shop. Và được bao bọc cho các bác bởi một cái lớp nhựa bên ngoài luôn. Cái màu này rất là độc. Cái màu này mà các bác đội thì chắc là chỉ một mình các bác có thôi. Em cũng chỉ có một cái thôi, còn một cái ký hiệu chữ SC đằng sau này. Đấy, cái kiểu dáng mũ dài này thì các bác nào mà đi xe tay cong hay xe tay đua thì nó rất là đẹp, nó cảm giác như là xé gió luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Và cái mũ Bontrager, à mũ Svisolai đổi màu này thì em lên giá cho các bác giá là 1.500.000, 1.500k một cái mũ Svisolai hàng đổi màu chuẩn như thế này nhá, hàng độc lạ như thế này. Các bác lên giúp em là mũ đổi màu
giá là 1.500.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo hôm nay thì em xin phép giao lưu với các bác là những cái mã kính râm nhá, kính râm, kính cổ và đặc biệt là những cái mã nguyên hộp này. Đấy, hàng số lượng rất là ít thôi. Tại vì mỗi lần về chỉ về số lượng 1-2 cái và rất lâu mới về được các bác nhá. Thì các bác chú ý cho em. Thì đầu tiên về kính thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái mã kính cơn này. Kính cơn mắt trà nhá các bác nhá. Nó là rộng ràng AO mái chèo, con này là được của Mỹ này, USA các bác nhá. Đấy, đệm cằm cũng ký hiệu AO các bác nhá. Đệm cằm cũng ký hiệu AO này. Và nó được sản xuất trực tiếp tại USA nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không? Em sẽ dơ gần cho các bác xem. Đây. USA. Và nó là rộng dạng cơn AO mái chèo, hàng bãi còn mới đến 99% luôn. Mắt trà nhá. Cái mắt trà này thì các bác có thể là đi ban đêm được luôn, nó là dòng kích ánh sáng. Và chiều ngang của nó là 13 năm 14 nhá các bác nhá, phù hợp với khuôn mặt của Việt Nam. Đấy, cái gọng rất là đẹp luôn này. Ký hiệu AO ở đây các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp nhá. Mắt trà này thì các bác có thể đi trời nắng, đi tối đều được hết. Và các bác lên giúp em là mã VIP 80. VIP 80 này thì em xin gửi tới các bác giá là 300k em bao ship nhá. 300k em bao ship. Cái này thì mắt kính là dạng mắt vuông, đeo rất là sang trọng luôn. Sang trọng các bác nhá. Các bác lên giúp em là mã VIP 80. Em gửi tới các bác giá là 300k. Tiếp đến thì em xin giới thiệu cũng là dòng kính cơn. Dòng kính cơn nhưng mà con này là mã dòng kính đổi màu nhá các bác nhá. Con này bên ngoài bọc xi vàng cho các bác này, cũng dạng AO mái chèo. Con này cũng là hàng của Mỹ các bác nhá, hàng của Mỹ này. Đấy. Đây, AO USA. Đấy nhá, các bác nhá, USA này. Đấy, và đệm cằm rất là mềm, cao su rất là mềm luôn. Và chiều ngang biểu bì của nó cũng khoảng 13.5 đến 14 các bác nhé. Con này thì nó là dạng mắt trong, các bác có thể là đi ban đêm là mắt nó sẽ trong như này, còn các bác khi ra trời nắng thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Đấy, các bác có thể dùng làm kính râm này, kính bảo hộ chống muỗi chống bụi đi buổi tối rất là thích luôn. Thì con này các bác lên giúp em là mã VIP 82 các bác nhé. Các bác nhớ mã giúp em VIP 82, em gửi tới các bác giá là 300k em bao ship này. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến cho các bác là 1-2 cái mã kính lão. Thì đầu tiên sẽ là gọng kính lão của Đức nhá, Made in Germany. Đây các bác ơi, Made in Germany này. Gọng báo cho các bác, mắt là mắt kính nhá các bác nhá. Những cái mắt mã này là đều là mắt kính hết nhá, mắt thủy tinh, tròng thủy tinh hết nhá các bác nhá. Hai cái mã này đều là tròng thủy tinh hết. Mã này là mã kính lão này, mắt là mắt thủy tinh này, mắt kính này, hàng Made in Germany. Con này thì em có đầy đủ độ nhá, đầy đủ độ từ 0.5 này, 0.75. Đấy, thì các bác lên giúp em là mã kính lão kèm với độ của các bác đang đeo thì em sẽ gửi tới cho các bác. Cái này thì các bác có thể mua về xem tivi, đọc sách này, rõ, nhìn rất là rõ luôn. Đấy, sách báo. Thì cái này các bác lên giúp em là mã kính lão này, em kính lão của Đức, em gửi tới các bác giá là 230.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác một cái mã kính lão tiếp theo, đó là kính lão của Nhật, à của Hàn các bác nhá, kính lão của Hàn này. Đấy, Korea. Con này thì mắt của nó là mắt Mica, nhưng mà Mica chất lượng nhá. Mica nó còn đắt hơn cả thủy tinh đấy các bạn. Đấy, gọng này là gọng màu trắng này. Cái ti ở kính rất là xịn sò luôn này, các bác nhìn thấy không? Đấy, rất là xịn nhá. Con này thì là hàng của Hàn. Đấy, hàng của Hàn, mắt Mica rất là đẹp luôn, nhìn rất là chi thức nhá. Và em cũng có đầy đủ độ cho các bác luôn. Thì các bác lên giúp em là mã kính lão của Hàn này, em gửi tới các bác giá là 300k nhá, 300k một cái. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một cái mã kính Solex. Dòng kính Solex này, dòng kính cổ, mắt là mắt thủy tinh nhá, tròng thủy tinh các bạn. Gọng là gọng báo, con này là được của Pháp này. Solex cổ của Pháp, con này là gọng báo, mắt là mắt vuông các bác nhá, mắt vuông này, rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Pháp, tròng là tròng thủy tinh, màu mắt là mắt trà. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 87. VIP 87 này thì em gửi tới các bác giá là 650.000, dòng Solex cổ nhá, Solex cổ của Pháp này các bác này. 650.000 em xin lỗi, các bác lên giúp em là mã VIP 87 là 650.000. Tiếp theo thì em xin lên cho các bác là cũng là một cái dòng Solex, nhưng mà mắt nó là mắt trứng nhá các bác nhá, mắt trứng. Mắt cũng là màu trà, hàng cũng là của Pháp này các bác này. Đấy, Made in France.
Con này thì được mạ vàng 14K, 14K 1 trên 25 ở đây nhá các bác nhá. Mắt màu trà thì các bác có thể đi đêm được luôn. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 88. VIP 88 này thì em gửi tới các bác giá là 650.000 nhá. Đệm cầm rất là êm cho các bác luôn. Mắt là mắt màu trà, bọc vàng 14K. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 88. Em gửi tới các bác giá là 650.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác là dòng kính Ray-Ban nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác một con Ray-Ban gấp này, kính râm Ray-Ban gấp. Con này thì em chỉ còn một con duy nhất thôi, dạng gấp gọn. Các bác có thể bỏ vào túi áo ngực không được, còn duy nhất một con. Em lên cho các bác, con này thì được làm sản xuất tại Made in Italy. Các bác nhé, Made in Italy. Gấp gọn lại, các bác có thể gấp gọn lại cho em. Đấy, Ray-Ban gấp gọn lại, các bác có thể đút vào túi da như này, tặng kèm cho các bác một cái túi da này luôn nhá. Con này thì là mắt dâm, con này là dòng mắt xanh rêu các bạn, mắt dâm xanh rêu. Đấy thì các bác thích con này thì các bác lên giúp em là mắt con Ray-Ban gấp nhá, em chỉ còn một con thôi. Cái này thì phù hợp với khuôn mặt vừa và nhỏ tầm 13-14 là các bác đeo vừa nhá. Đấy thì các bác lên giúp em là mã Ray-Ban gấp. Con này em còn một con duy nhất, em gửi các bác giá là 400k. Các bác lên giúp em là Ray-Ban gấp 400k nhé, còn một con duy nhất luôn. Đấy, hộp da. Tiếp theo thì em lên cho các bác là một con Ray-Ban dòng kính cường lực này. Gọng của nó là gọng tăm, dáng mắt là mắt phi công, mắt giọt nước đấy. Hàng con này gọng tăm cũng là Made in Italy, hàng Made in Italy ở đây nhé các bác nhé. Đấy, gọng tăm, gọng báo rất là đẹp luôn, mềm dẻo cho các bác. Con này là kính cường lực, mắt là mắt thủy tinh. Các bác rơi vỡ cho em thoải mái, rơi cho em thoải mái không vỡ luôn nhá. Dòng kính cường lực, con Ray-Ban này có khắc chìm ở trên kính nhá. Ở trên đây cũng có ký hiệu Ray-Ban luôn các bác nhá, trên đây ký hiệu Ray-Ban. Con này thì em gửi tới các bác giá là 450.000. Hàng full hộp cho các bác nhá. Hàng full hộp này, vỏ của nó là vân carbon. Đấy, hàng full hộp cho các bác luôn. Là 450.000 một cái kính Ray-Ban nhá các bác nhá. 450.000 một cái kính Ray-Ban full hộp như này, dòng kính cường lực, mắt tròng, mắt thủy tinh. Đấy thì các bác lên giúp em là mã VIP 80, mã VIP 86 đi. 86 các bác nhá, mã VIP 86. Em gửi tới các bác giá là 450.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái dòng kính con Hugo Boss này. Con này là không có hộp các bác nhá. Gọng là gọng titan. Các bác nhìn thấy không? Cái gọng nó rất là đẳng cấp luôn này, gọng rất là lạ luôn nhá. Nó chỉ có một cái gọng nhỏ xíu này thôi. Đấy, con Hugo Boss, nhưng con này là không có hộp. Nếu mà có hộp thì giá của nó khoảng 1,2-1,3 cơ. Nhưng mà con này lại không có hộp, không có hộp nhá. Mắt của nó là mắt khói này, mắt khói rất là đẹp luôn. Gọng dạng mắt phi công, gọng titan rất là đẹp, các bác nhìn thấy không? Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 120, VIP 120 nhá. Con này thì đẳng cấp rồi, con này rất là đẳng cấp luôn này. Các bác nhìn cho em cái đệm mũi của nó cũng thiết kế theo cái kiểu lạ luôn. Ký hiệu Boss ở trên gọng mũi luôn nhá. Con này là gọng titan, hàng nó là hàng Made in Italy. Đấy, gọng titan này, các bác nhìn không? Cái gọng rất là nhỏ gọn, rất là đẹp luôn. Đấy, và em cũng chỉ còn một con duy nhất thôi. Con này em còn một con duy nhất. Thì các bác lên giúp em là VIP 120. Em gửi tới các bác giá là 700k nhá. 700k gọng titan rất là đẹp luôn này, các bác nhìn không? Gọng nhỏ, đeo lên rất là sang luôn. Rất là sang, mắt là mắt chéo, mắt phi công nhá. Tiếp đến thì em lên cho các bác một con Firet. Con này cũng là gọng titan này, các bác này. Gọng titan, các bác nhìn cho em cái chất gọng nhá. Gọng rất là đẹp luôn, xắn cho các bác luôn. Đấy, con này là Firet, thương hiệu nó cũng ghi ở trên mũi luôn nhá các bác nhá. Đấy, nó có một cái điểm nhấn ở trên cái cằm này này. Con này thì các bác nữ đeo cũng được, các bác nữ đeo cũng được, các bác nam đeo cũng được. Con này nó là được hàng của Pháp nhá các bác nhá, Made in France. Đấy, con kính Firet này, Made in France. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 130. VIP 130 em gửi tới các bác giá cũng là 700k nhá. Không có hộp, nếu mà có hộp là khoảng 1,21-1,2 triệu. Đấy, 1,21-1,2 triệu, nhưng mà cái hộp thì các bác cũng không cần thiết lắm. Về các bác cứ đeo kính cho em, khăn lau thì các thứ các bác có thể dùng ở ngoài. Và hàng là hàng chất lượng nhá, hàng chính hãng 100%. Đấy, có cái thương hiệu ở đây luôn này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Thì các bác lên giúp em là mã VIP 130. Em cũng chỉ còn một con duy nhất thôi, của Pháp, con này của Pháp nhá các bác nhá. Giá là 700k. 700k. Tiếp theo cái em muốn giới thiệu đến cho các bác là một cái kem châu Bắc này, hàng full hộp cho các bác nhé. Hàng full hộp luôn. Đấy, mắt của nó là mắt trà, mắt trà. Nó có cái điểm nhấn ở đây, các bác nhìn cho em cái chất gọng này.
Đấy, chất gọng rất là đẹp nhá. Ký hiệu Chobat trên gọng luôn. Con này là hàng của Ý, made in Italy. Mắt của nó rất là dịu luôn các bác, mắt rất là dịu, các bác nhìn thích luôn ấy. Đeo các bác nhìn qua tay của em luôn, như kiểu không qua kính luôn, nó rõ nét và nó rất là trong nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không? Con này thì rất là chất lượng rồi. Con này thì các bác lên giúp em là con kính Chobat. Kính Chobat các bác nhé, dòng kính Chobat. Con này thì các bác lên giúp em là mã VIP 131, đầy đủ hộp cho các bác luôn. Cái hộp rất là đẹp luôn này. Đấy, khăn lau này, thẻ bảo hành luôn nhé. Khăn lau, thẻ bảo hành. Khi gửi thì em sẽ gửi nguyên siêu, nguyên hộp cho các bác. Và đặc biệt là em cũng chỉ còn một con duy nhất này thôi, không có con thứ hai. Hôm trước có một cái mắt khói thì có một bác lấy rồi. Hôm nay thì em còn một cái con mắt nó hơi dâu, hơi trà trà, hơi màu hơi vàng, hơi trà một chút. Đấy, mắt màu trà các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn kính, nhìn tay em qua mắt kính nhá. Nó trong luôn, nó rất là thật luôn nhá, như không đeo kính luôn. Các bác nhìn thấy không? Đấy, rất là thật luôn. Thì con này các bác lên giúp em là mã VIP 131. Con này thì em gửi tới các bác giá là 1.050.000 nhá. 1.050.000 các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác là dòng kính thể thao đổi màu. Dòng kính thể thao này, các bác có thể đi đạp xe, đi câu cá, đi chơi, đi xe máy được luôn. Con này nó là hàng Body Care, made in Italy. Made in Italy nhá. Con này là gọng rất là xịn rồi, gọng các bác nhìn cho em, các bác có thể bẻ ra được luôn. Cái kính này thiết kế cho mặt vừa và nhỏ, nếu các bác mặt to thì các bác vẫn có thể đeo được, tại vì nó bẻ ra được như này này các bác này. Đấy, bẻ ra được nhá, rất là vừa vặn luôn. Con này là dòng kính đổi màu, các bác đi đêm cho em thoải mái luôn, da nắng chuyển đen, đen đậm hơn. Đấy, hàng made in Italy. Hàng made in Italy các bác nhé. Đây, made in Italy đây. Con này thì các bác lên giúp em là dòng kính thể thao. Kính thể thao em lên cho các bác giá là kính thể thao đổi màu. Em lên các bác giá là 600k. Đấy, khi gửi thì em sẽ gửi nguyên siêu, nguyên hộp cho các bác như này để các bác. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là một cái mẫu ví da bò, hàng của Ý các bác nhé. Hàng của Ý em mới về được, số lượng chỉ có nhiêu đây thôi. Đấy, tầm 10 cái một chút. Và có hai màu cho các bác lựa chọn, đó là màu nâu. Màu nâu nhá, đây là màu nâu này các bác này. Đấy, màu nâu và màu đen. Màu nâu và màu đen các bác nhá. Đây, màu nâu và màu đen đến từ thương hiệu Boss này, Hugo Boss. Các bác nào mà đã sử dụng kính Boss của bên em rồi thì các bác biết cái thương hiệu này rồi. Cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý nhá. Hàng made in Italy đây các bác nhá, hàng made in Italy. Và nó rất là mềm luôn các bác. Dòng cái da bò này thì các bác có thể xoắn vặn cho em thoải mái luôn này. Rất là mềm. Bên trong nhá, các bác có thể đựng ở cho em những cái thẻ đây. Cái thẻ này. Đấy, cái thẻ hoặc là căn cước công dân hay là chứng minh thư hay là những cái giấy tờ quan trọng thì các bác bỏ vào trong đây cho em. Đấy, bên này thì các bác có thể đựng tiền này, đựng giấy tờ quan trọng thì các bác có thể dùng cái ngăn khóa này cho em nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Và cái ví này thì các bác có thể mua về dùng hoặc là tặng ông xã hoặc là tặng bạn bè, tặng bố cũng được, rất là tiện lợi. Và nó là hàng chất lượng nhá các bác nhá, hàng chất lượng da bò chuẩn xịn 100%. Những cái da bò chuẩn xịn là các bác để ý cho em bên trong này. Đấy, các bác nhìn thấy không, nó vẫn còn những cái lông này, lông đây này. Đấy, còn những cái lông này. Đấy, da bò nguyên thớ luôn nhá các bác nhá, da bò nguyên thớ luôn, rất là mềm. Hàng của Ý số lượng rất là ít luôn, 100% da bò nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái này thì các bác đút vào túi quần, túi quần sau các bác không lo bị đau mông. Những cái ví như kiểu ví da cá sấu thì nó cứng. Cái này nó rất là mềm này các bác này, rất là mềm luôn. Và siêu đẹp các bạn, siêu đẹp luôn nhé. Đấy, siêu đẹp luôn. Hàng da vân, da sần rất là đẹp, đến từ thương hiệu Hugo Boss. Cái này màu này là màu nâu, và đây là màu đen các bác nhé, màu đen đây. Đấy, màu nâu và màu đen, hai màu cho các bác lựa chọn. Thì các bác chỉ cần lên giúp em là ví da bò mẫu cộng với màu là em sẽ gửi cho các bác nhé. Và em gửi tới các bác giá rất là rẻ luôn. Phải nói là rất là rẻ rồi. Bình thường các cửa hàng khác nó cũng là hàng thanh lý, nhưng mà nó phải bán tầm 480 đến 450. Nhưng mà hôm nay em còn ít, số lượng ít gửi tới cho các bác bán cho nó nhanh. Thì em xin gửi tới các bác là giá chỉ có 250k nhé các bác nhé. 250k em bao ship, 250k em bao ship luôn, giá rất là hời luôn này. Các bác này có hai màu đây, em sẽ giới thiệu cho các bác màu đen này. Màu đen cũng là hàng made in Italy nhá, và nó cũng đến từ thương hiệu Hugo Boss, cái thương hiệu rất là nổi tiếng về cái thời trang nam. Thời trang nam các bác ạ, giày dép hay là kính, đấy kính dâm. Đây các bác nhìn bên trong này, nó vẫn còn thớ da luôn ấy, nó vẫn còn những cái lông lông luôn.
rất là chuẩn xịn luôn, và em đảm bảo cho các bác là 100% là da bò thật nhé. Đấy, những cái ví này các bác có thể để ở trên cốp ô tô, những cái hộc ô tô hay là xe máy, hoặc đút túi quần, rất là tiện. Những cái giấy tờ quan trọng thì các bác cứ nên mua cho em cái ví. Và cái ví này các bác chỉ có chán các bác thay thôi chứ không bao giờ hỏng nhé. Chỉ có chán các bác thay mua cái ví mới thôi chứ không bao giờ hỏng được. Đấy, những cái da bò thật chất như này nó rất là bền, siêu bền luôn. Các bạn có hai màu cho các bác lựa chọn luôn này, màu đen thì lịch lãm, màu nâu thì nó cũng rất là đẹp. Màu nâu thì nó trẻ trung hơn một chút, nhưng mà em thích màu nâu, các bác nhé. Đây, made in Italy, giấy tờ các bác quan trọng các bác để vào đây không lo bị thất lạc, không lo bị rơi các bạn. Đây, đây này, những cái thớ da vẫn còn nguyên đây nhá các bác nhé, nguyên tấm cái đường chỉ may dù đây này, rất là cẩn thận các bạn, nên là các bác nhanh tay alo cho em nhé, em chỉ có bấy nhiêu đây thôi, rất là nhanh hết hàng luôn. Hai màu là 250k em bao ship nhé, rất là đẹp luôn này các bác này. Tiếp theo sang bên này thì em xin giới thiệu cho các bác về phụ kiện xe đạp nhé. Về phụ kiện xe đạp thì những cái mã đèn, đèn trước, đèn sau là các bác bắt buộc phải mua cho em. Đấy, bắt buộc phải mua cho em thì em xin giới thiệu cho các bác là mã đèn trước, đèn sau từ rẻ đến đắt. Từ rẻ đến đắt và hàng rất là chất lượng nhé. Các bác nhé, hàng rất là chất lượng luôn. Thì đầu tiên này, đầu tiên em xin giới thiệu cho các bác là một cái mã đèn còi các bác nhá, mã đèn còi. Cái đèn này thì nó vừa có đèn vừa có còi cho các bác luôn. Đây em xin bật này. Đấy, nó rất là sáng này, đây nhá. Rất là nhiều chế độ luôn, chế độ nháy này. Đây, chế độ tắt này. Nháy. Nó có cả cái chế độ mà sáng nhẹ. Đấy, đây là tiếng còi nhá. Đây là các bác có thể bật còi đây này. Đấy, bật còi đây. Hàng rất là chất lượng luôn. Các bác vừa có đèn vừa có còi, mà khi các bác muốn thay đổi tiếng chuông thì các bác nhấn giữ cho em. Nhấn giữ cho em đến khi nào thay đổi tiếng chuông thì các bác bỏ tay ra nhé. Thay đổi tiếng chuông thì các bác bỏ tay ra là nó thay, khi nào mà các bác đến cái tiếng chuông yêu thích rồi thì các bác có thể ngừng không thay nữa. Đây, nó có rất nhiều chế độ sáng luôn nhé các bác nhé. Đấy, rất là sáng luôn, sáng này. Đấy, những cái bác nào mà cần, chỉ cần ánh sáng vừa đủ để đi xe thì các bác có thể xử lý cái đèn này. Có dây sạc cho các bác nhé, có dây sạc. Khi sạc thì các bác rút cái này ra này để các bác cắm sạc, còn khi dùng thì các bác cắm vào đây để các bác sử dụng còi. Rất là tiện luôn, vừa đèn vừa còi các bác nhé. Vừa đèn vừa còi đây này. Đấy, còi rất là to, còi đây. Rất là to. Khi mà các bác muốn thay đổi còi thì các bác nhấn giữ cho em để thay đổi, thì các bác lên cho em là mã đèn còi, mã đèn còi nhá, đèn còi 200k. Em xin gửi tới cho các bác là mã đèn còi 200k này. Tiếp theo thì em xin gửi đến cho các bác một cái mã đèn 550 lumen. Đây, 550 lumen, con này là vỏ ngoài bằng nhôm nhé, chống nắng chống mưa cho các bác này. Đây là cái giá bát này, đây là cái giá bát. Các bác có thể bắt ở ghi đông tròn cũng được, ghi đông dẹp cũng được, hoặc là các bác cũng có thể bắt ở giữa giá dưới cái đồng hồ. Đây, các bác có thể bắt ở dưới cái đồng hồ nhé. Đây, dưới đồng hồ thì các bác có thể lắp như này. Đấy, lắp như này, nó có một cái giá dưới cho các bác. Đấy, giá dưới cho các bác thì lắp dưới đồng hồ thì các bác có thể treo như này cho em. Đấy, một cái đèn rất là đa năng, đa công dụng nhé. Thì cái đèn này thì em xin gửi tới cho các bác giá là 350k, nhưng mà con đèn siêu bền các bác, siêu bền. Em nói thật với các bác là nó rất là bền luôn, mà vỏ ngoài nó bằng nhôm, chống nắng chống mưa cho các bác nhé. Vỏ ngoài bằng nhôm và các bác lắp lên đi đâu cho em như này, và cái đèn này nó rất là sáng các bạn. Đây, sáng lắm, sáng đây, các bác nhìn cái độ sáng của nó, các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đấy, các bác nhìn thấy cái chế độ sáng nhất chưa, nóng cả tay của em luôn, nóng tay luôn, rất là sáng các bác nhá. Thì các bác lên giúp em là cái mã đèn 550 lumen, các bác nói rõ giúp em là đèn 550 lumen, thì em xin gửi tới cho các bác giá là 350.000. Và khi các bác sạc đầy thì cái đèn này nó sẽ sử dụng trong khoảng 3 đến 4 tiếng nhé. Và cái đèn này nó là hàng của Đài Loan Trung Quốc, nhưng mà nó là hàng chính hãng, hàng rất là tốt. Cái này thì nhà em dùng khoảng 3-4 năm rồi chưa hỏng các bác nhé. Thì các bác lên giúp em là mã đèn 550 lumen, em xin gửi tới cho các bác giá là 350.000. Vâng, cái đèn tiếp theo thì em muốn lên cho các bác là một cái đèn cao cấp hơn một chút. Nó là cái đèn tròn này các bác này, kiểu dáng của nó là cái đèn tròn, đến từ thương hiệu Gio nhá, rất là đẹp luôn các bác, nhỏ gọn đẹp. Cái này thì các bác có thể mang cầm đi chứ không nhất thiết là đi xe luôn, không nhất thiết là đi xe đạp, các bác có thể cầm đi
Đây, nó sẽ xoáy như này, các bác có thể bắt ở cái dưới cái giá đồng hồ luôn. Đấy, càng ngày nó càng tiến bộ thì cái đế này là đang là cái đế hiện hành này. Cái đế này đang là cái đế hiện hành các bác nhé. Các bác có thể xoay ở dưới cái bát đồng hồ được luôn. Đấy thì cái đèn này có công suất là 800 lumen. Con này có 800 lumen các bác nhé. Đây em sẽ rất là sáng luôn này. Chế độ sáng của nó nhé, các bác phải nói là nó rất là sáng. Đây, nó có rất nhiều chế độ sáng luôn các bạn. Đây chế độ sáng nhất đây. Các bác nhìn thấy không? Nó rất là sáng luôn và nó đẹp. Sáng và đẹp đây. Nó là 800 lumen các bác nhé, 800 lumen. Đấy cái ánh sáng của nó rất là đẹp luôn. Các bác nhìn không? Ánh sáng của nó rất là sáng. Đây, em sẽ bật đây là chế độ nháy này. Đấy các bác có thể nháy nhanh, nháy chậm. Nháy nhanh, nháy chậm được luôn. Đấy. Con đèn đây là nhảy sáng chậm này, sáng như mạnh này, các bác nhìn thấy không? Nó cực kỳ là sáng và hai cái pha bên ngoài của nó thiết kế như này giúp cho cái pha của các bác là nó rất rộng và rất xa luôn. Con đèn này thì rất là nhẹ này, rất là đẹp. Rất là nhẹ và rất là đẹp luôn. Và cái đế của nó là đế tròn các bác nhé. Đế của nó là đế tròn, rất là sáng các bạn. Con này thì các bác lên giúp em là cái đèn Gio. Con đèn Gio nhé. Đèn Gio thì em gửi tới cho các bác giá là 800k một cái đèn Gio như này. Tròn đẹp cho các bác, tròn đẹp. Mẫu mới về nhé. Mẫu mới về rất là đẹp luôn. Tiếp theo sang một cái đèn cao cấp hơn một chút. Cao cấp nhất hiện nay là đó là cái đèn Evo 1007 lumen, Evo 1007 các bác nhé. Con này thì các bác có thể lắp ở dưới ghi đông xe đạp này. Các bác có lắp dưới ghi đông như này cho em. Đấy. Con này thì có hai màu nhá. Hai màu là màu trắng và màu đen các bác nhé. Màu trắng và màu đen. Và các bác có cái điều khiển này, có cái đề mốt để các bác lắp ở trên. Cái đề mốt để các bác lắp ở trên trên ghi đông, các bác có thể điều khiển này, điều khiển đèn được luôn, đầy đủ dây sạc, đầy đủ giá bắt này. Cầm cái đèn lên nó đã biết là nó chất lượng rồi các bạn. Cầm cái đèn lên nó rất là đầm, rất là chất lượng rồi. Và cái đèn này thì đang là số 1 rồi, đang là cái đèn sáng số 1 rồi các bác nhé. Nó là Evo 1007 các bác nhé. Evo 1007 nó rất là sáng luôn các bạn, cực kỳ là sáng. Và cái pha của nó là pha cốt các bác nhé. Pha của nó là pha cốt. Nó như một cái đèn ô tô, nó sáng như một cái đèn ô tô luôn các bạn. Đây để em bật lên cho các bác xem nhé. Bật cho các bác xem đây. Đây là một cái pha của nó nhá. Pha này là pha sáng yếu ấy. Sáng mạnh này, các bác nhìn không? Sáng mạnh này. Sáng mạnh, sáng yếu này. Sáng mạnh này. Sáng mạnh nữa này. Các bác ơi, pha của nó pha to các bác, càng dơ nó càng to nhé. Càng dơ các bác đi xa nó càng dơ càng to luôn các bạn. Rất là sáng. Đây là em đang quay trong cái không gian sáng các bác nhé. Và các bác nhìn thấy cái đèn này, nó pha nó rộng, pha nó to như kiểu pha ô tô luôn ấy. Cái pha nó to như pha ô tô luôn, các bác có thể nhìn nhé. Nó rất là sáng luôn. Sáng, ánh sáng kinh khủng khiếp luôn ấy các bạn. Quá là sáng luôn. Thì cái đèn này thì em về được số lượng lớn các bác nhé. Em về được cái số lượng lớn. Và đây là cái đèn là Maric Evo 1007. Cái này này, đấy, rất là đẹp luôn, rất là sáng. Thì cái đèn này em đang giảm giá thanh lý cho các bác. Giá là 1.550.000 các bác nhé. 1.550.000. Rất là sáng luôn. Đấy các bác có thể tắt vào cái pha. Khi mà tắt các bác nhìn cái đường viền này. Cái đèn nó rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Kể cả cái màu đen này thì đây các bác nhìn màu đen này. Rất là đẹp luôn, hai màu nhá. Có hai màu cho các bác lựa chọn là Evo, các bác lên giúp em là đèn Evo 1007. Em xin gửi tới cho các bác giá là 1.550.000 các bác nhá. 1.550.000. Tiếp theo thì em xin lên cho các bác là những cái mã đèn hậu này. Đầu tiên thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu Q1 các bác nhé. Q1 đến từ thương hiệu Roborot. Con này nó là hàng chính hãng nhé các bác nhé. Hàng chính hãng và rất là bền luôn. Cái này thì ưu điểm của nó là các bác dùng sạc đầy. Các bác sạc đầy cho em thì các bác dùng trong khoảng một tháng mới hết pin các bạn. Một tháng mới biết hết pin. Và nó có hai cái đế, một cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên. Đây là cái đế để các bác bắt ở dưới cột yên nhé. Và một cái đế để các bác treo ở dưới yên như này luôn này. Đấy, đây em sẽ bật cho các bác xem. Cái con đèn này thì rất là đẹp luôn. Đây là ánh sáng nháy này, nháy nhanh này, 7 màu này. Đấy. Nháy chậm này, nháy chậm 7 màu các bác nhá. Và bốn cái chấm này là biểu hiện của cái pin nhá. Khi nào hết một vạch là hết pin, hết 1/4 pin rồi các bác nhá. Đấy, 7 màu xanh, đỏ, tím, vàng. Tiếp theo là đây là cái chế độ nháy để cảnh báo thôi, chế độ tiết kiệm pin.
Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái đèn này thì em lên cho các bác giá là 200k. 200k các bác lên giúp em là mã đèn Q1. Em lên cho các bác giá là 200k các bác nhá. Hàng chính hãng thì các bác dùng 1 tháng mới hết pin, rất là bền luôn. Đấy, chống mưa chống nắng 1 tháng mới hết pin luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã đèn hậu cao cấp hơn, đó là đèn hậu cảm biến. Đèn hậu cảm biến này là khi mà các bác phanh gấp, phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Các bác hình dung ra giống cái đèn xe máy ấy. Cái đèn xe máy của các bác khi mà các bác phanh gấp là cái phanh, cái đèn đèn phía sau, đèn hậu phía sau nó sáng rực lên. Thì cái đèn này cũng thế, khi mà xe đạp của các bác phanh gấp là đèn nó sẽ sáng rực lên. Và các bác khi mà các bác dừng nghỉ chân khoảng 9 giây đến 10 giây là đèn sẽ tự động tắt, và các bác đi hoạt động trở lại là đèn lại sáng lại nhé. Thì khi nào mà các bác không dùng nữa thì các bác nên tắt giúp em, để tại vì tránh cái trường hợp là khi mà trẻ nhỏ hay là có ai động vào xe các bác thì nó lại sáng lên thì gây tốn pin, gây tốn pin các bác nhé. Đây thì cái đèn này em xin bật lên cho các bác này. Đây, và cái đèn Q3 này thì ánh sáng của nó nét hơn cái đèn Q1, các bác có cảm thấy thế không ạ? Em thì em thấy nó nét hơn, ánh sáng nó nét hơn. Đây, đây là ánh sáng màu đỏ này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác treo ở dưới yên rất là đẹp nhé. Đây, ánh sáng nháy nhanh này. Đây là chế độ đứng yên. Chế độ đứng yên khi mà các bác phanh, phanh một cái là đèn nó sẽ sáng rực lên. Đấy, các bác hình nhìn thấy chưa? Đấy, sẽ sáng rực lên như thế. Và cái đèn này nó rất là bền. Các bác dùng 1 tháng mới phải sạc một lần các bác nhé. Các bác dùng 1 tháng các bác mới phải sạc một lần. Và nó cũng có đầy đủ dây sạc này. Khi sạc thì các bác xoay ra. Đây là cái đế sạc đây. Đấy, khi mà sạc thì các bác xoay như thế. Và nó cũng có đầy đủ phụ kiện để cho các bác lắp ở dưới yên hoặc dưới cột yên được nhé. Đấy, thương hiệu đến từ thương hiệu Rock Road này. Thì các bác nên giúp em là mã đèn hậu Q3. Em xin gửi tới cho các bác giá là 300k các bác nhé, 300k. Tiếp theo về phụ kiện xe đạp thì em xin giới thiệu cho các bác là một cái mã tay nắm da nhé. Hàng nguyên hộp này, đến từ thương hiệu Rock Road luôn nhé các bác nhé. Và cái mẫu tay nắm da này thì nó là số 1 rồi các bạn. Không có cái đôi nào êm và đẹp như thế này. Nó là da màu đen, đầy đủ phụ kiện cho các bác này. Tay bịt ký hiệu Rock Road nhé. Và nó có thêm một cái lớp đèn này. Đấy các bác đúng không? Đấy, có cái độ nhún siêu êm cho các bác nhé. Đấy, không khác, không giống như những cái tay nắm da nó trơ bình thường. Cái mã này nó có thêm một cái nhún đệm êm cho các bác nhé. Các bác nhìn thấy không? Siêu đẹp luôn, siêu êm. Các bác cầm như này cho em. Siêu êm luôn, không bao giờ bị tê bì chân tay. Và cái mẫu da này thì mùa hè thì lạnh, mùa đông thì ấm nhé. Đấy các bác nhìn thấy không? Phủ da cho các bác, khâu đường, khâu mũi chỉ này. Và đặc biệt là nó rất là sạch. Một cái đôi tay nắm da như thế này, hàng đảm bảo cho các bác như thế này. Đấy, hai bên nhé, hai bên cái chỗ mà các bác cầm là nó có thêm một cái lớp đèn này, lớp hơi đèn cho các bác nhìn em ấn nhé, nó rất là êm luôn nhé. Và một cái mã tay nắm da này em xin gửi tới các bác giá là 250.000 một đôi, 250.000 một đôi tay nắm da của Rock Bros, chính hãng của Rock Bros như thế này nhé, bịt đầy đủ cho các bác luôn, đấy, rất là đẹp luôn, siêu êm cho các bác nhé.